Xin chào các khán giả của Đèn Đỏ Cinema. Tượng đài của dòng phim phiêu lưu thám hiểm Indiana Jones đã chính thức trở lại vào mùa hè này. Từ phần đầu tiên ra mắt vào năm 1981, Indiana Jones, Harrison Ford, chiếc mũ phớt cùng chiếc roi da đã trở thành biểu tượng khó phai trong lòng nhiều khán giả yêu điện ảnh. Hãy cùng Đèn Đỏ Cinema khám phá và cảm nhận về cuộc phiêu lưu cuối cùng của Indy trên màn ảnh rộng nha. Phần 5 của franchise với tựa đề Indiana Jones và vòng xoay định mệnh được lấy bối cảnh vào năm 1969 khi cả thế giới đang chạy đua với khoa học công nghệ và chinh phục vũ trụ. Lúc này, tiến sĩ Harry Jones vừa về hưu sau cả cuộc đời sống với đam mê khảo cổ. Đứa con trai của ông vừa mất trong lúc đi lính và cuộc hôn nhân ly thân với người vợ Marion không thể hàn gắn. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ với Helena Shaw, con gái của người bạn ba rồi Shaw, và cũng là cô con gái đỡ đầu của Indy, đã buộc ông một lần nữa phải dấn thân vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm, đi tìm phần còn lại của cổ vật Antikythera, hay còn gọi là vòng xoay định mệnh mà nhà khoa học vĩ đại Archimedes sáng chế. Món cổ vật này có sức mạnh phi thường khi có thể dự đoán được những vết nứt của thời gian. Điều này khiến Đức Quốc xã từ những thập niên 40 đã muốn có được nó để phục vụ tham vọng của mình. Indy và Helena hiện đang sở hữu một nửa của bản xoay Antikythera. Cùng với cậu nhóc Teddy, cả ba vốn khởi đầu với những xung đột nhưng đã cùng đồng hành và trải qua đầy rẫy những cam go thử thách để có thể khám phá ra bí ẩn chôn giấu về món cổ vật này. Ở phe đối trọng, khán giả trước đó đã vô cùng phấn khích khi nhà sản xuất tiết lộ tài tử Mads Mikkelsen sẽ đảm nhận vai Jürgen Wöller. Người này đã từng đối đầu với Indy trong trận chiến trên đoàn tàu của phát xít Đức vào năm 1944, nay đã trở thành tàn dư của phe này và sống dưới thân phận tiến sĩ Smith, một thành viên của NASA. Hắn ta cũng nuôi tham vọng, săn lùng và có được chiếc bàn xoay của Archimedes để thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn theo cách của bản thân. Cuộc hành trình của Indy và các cộng sự trải dài từ châu Phi, vùng biển Địa Trung Hải cho tới châu Âu. Hành trình này không chỉ dừng lại ở những dịch chuyển về địa lý, mà còn là những dịch chuyển về thời gian vì sự chủ quan và sai sót của tiến sĩ Smith mà vòng xoay đã vô tình đưa Indy, Helena, Teddy cùng các phản diện phe Đức Quốc xã trở về thời kỳ La Mã cổ đại vào năm 214 trước công nguyên. Tại đây, Indy đã được tận mắt chứng kiến lịch sử, chứng kiến tất cả những điều mà ông đã dày công nghiên cứu cả cuộc đời. Và đặc biệt, cuộc gặp gỡ lịch sử với một nhân vật vĩ đại đã khiến Indy quyết tâm phải ở lại nơi này. Tuy nhiên, điều này là trái với tiến trình của lịch sử và có thể làm thay đổi mọi sự kiện từ quá khứ tới hiện tại, nên Helena đã buộc phải dùng chút vũ lực để có thể đưa cha nuôi của mình trở lại thời gian hiện tại, tái hợp với người vợ Marion và khép lại hành trình 4 thập kỷ vĩ đại của ông. Điểm nổi bật làm nên thành công của Indiana Jones 5 cũng như 4 phần phim trước đó vẫn luôn là câu chuyện hấp dẫn, phù hợp với khán giả đại chúng. Câu chuyện phim tưởng chừng như chỉ về cuộc phiêu lưu tìm kiếm cổ vật của một nhà khảo cổ học, nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc và nhân văn về mối liên kết giữa con người và lịch sử. Hình tượng anh hùng vô cùng gần gũi và thực tế. Từng phần phim cũng được khéo léo khai thác và triển khai một cách logic, dễ hiểu. Tuyến nhân vật chính giản lược và không phức tạp nên dù là khán giả cũ hay mới cũng đều có thể thưởng thức phim một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, điểm nhấn hơn cả vẫn phải kể đến hình tượng Indiana Jones, nhân vật được Viện Điện ảnh Mỹ bầu chọn là anh hùng điện ảnh vĩ đại thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Atticus Finch của To Kill a Mockingbird. Indy đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng của thời đại về ý chí tự do, lòng dũng cảm và hơn hết là khát vọng, đam mê phiêu lưu sâu thẳm trong mỗi con người. Sự bụi bặm và có phần rất đời của nhà khảo cổ học này cũng là yếu tố khiến cho nhiều khán giả cảm thấy gần gũi và cảm nhận được sự tương đồng. Để có được sự công nhận này, không thể không kể đến công lao to lớn của Harrison Ford, người đã sống cùng Indiana Jones trong suốt 5 phần phim và hơn 40 năm vừa qua. Cho đến Indiana Jones 5 lần này, nam tài tử dù đã 80 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi độ chịu chơi và máu liều khi vẫn tự mình thực hiện các cảnh quay hành động mạo hiểm và đầy dũng mãnh như các pha rượt đuổi, cưỡi ngựa, đánh đấm vô cùng mãn nhãn. Có thể nói, nội chỉ sự xuất hiện của Harrison Ford cho sự trở lại sau 15 năm của thương hiệu này thôi cũng đủ để khán giả thích thú và chờ đón,
Nhưng việc nam diễn viên nỗ lực tự thực hiện các phân cảnh khó nhằn trong phim càng khiến mình cảm thấy nể phục vì tình yêu và sự nhiệt huyết của ông dành cho nhân vật này. Bên cạnh tiến sĩ Jones, nhân vật Helena Shaw do nữ diễn viên Phoebe Waller-Bridge đảm nhận cũng gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất cũng như các pha hành động, phiêu lưu mạo hiểm. Là nhân vật thứ chính của phim và đồng hành cùng Indy trong suốt hành trình lần này, Helena ban đầu tưởng chừng chỉ là một nhân vật lúc nào cũng chỉ đến tiền, buôn lậu, đấu giá các món cổ vật và vốn tiếp cận Antikythera với mục đích không hề tốt đẹp. Nhưng bản chất lương thiện cũng như dòng máu đam mê khảo cổ từ ngày bố Basil Shaw đã khiến cô đồng hành cùng người cha đỡ đầu trong chuyến đi phiêu lưu đầy ý nghĩa. Thậm chí, mình còn thấy được đâu đó trong Helena là những hình ảnh và nét tính cách của tiến sĩ Jones về sự xông xáo, nhiệt huyết và sự bất chấp của tuổi trẻ. Về phe phản diện, Mads Mikkelsen đã thành công đem đến một ác nhân với sự mưu mô và khát vọng thâu tóm thế giới, nhưng chỉ luôn trực chờ bám theo Indy và đồng đội để hưởng sái thành quả là những món cổ vật mà họ tìm ra. Để rồi kết cục là kẻ này đã sử dụng vòng xoay Antikythera nhưng lại không lường trước được rằng sự chuyển dịch lục địa đã đưa hắn ta trở về năm 214 trước công nguyên thay vì năm 1939 như mong muốn. Cuối cùng, hắn ta cùng đồng bọn phát xít đã phải bỏ mạng tại đây vì máy bay bị bắn rơi và phát nổ. Sau cùng, điều thành công và làm nên giá trị trường tồn của franchise này, theo chúng mình đó là việc nó khai thác được giá trị ý nghĩa của khoa học và lịch sử. Việc lồng ghép các kiến thức khoa học cùng sự kiện lịch sử, điều mà các phần phim trước đó cũng đã làm thành công, như một cách để phổ biến những giá trị xã hội này một cách rộng rãi. Trên thực tế, vòng quay Antikythera, Archimedes, địa danh hang tai của Dionysus đều là những yếu tố có thật. Có thể nói, đây là một bộ phim nhiều não khi cần phải có những kiến thức nhất định về khoa học xã hội để có thể hiểu hết được ý nghĩa, thông điệp ở cả bề nổi lẫn bề chìm mà phim truyền tải. Nhưng đồng thời, Indiana Jones 5 cũng đem đến những góc nhìn thú vị, mới mẻ và cả những kiến thức khảo cổ có giá trị cao. Bên cạnh những điểm nhấn đáng chú ý, vẫn cần phải đề cập qua một số vết sạn nhỏ mà mình cảm nhận được sau khi thưởng thức phim. Đầu tiên phải kể đến mặc dù có cốt truyện khá hấp dẫn, nhưng việc triển khai kịch bản với diễn biến dài dòng ở hồi 1 và 2 là khoảng 1 tiếng rưỡi, nghĩa là hơn nửa đầu phim, có lẽ sẽ khiến nhiều bạn không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Chỉ khi đến hồi cuối, cũng là lúc Indy, Helena và Teddy bắt đầu cuộc săn lùng nửa còn lại của bản xoay Antikythera tại lăng mộ Archimedes trong hang tai của Dionysus, mình mới cảm nhận được bầu không khí phiêu lưu thám hiểm thật sự được bắt đầu. Phân cảnh đánh nhau trên nóc toa tàu ở phần đầu phim cũng khiến người xem đặt dấu hỏi lớn bởi độ thực tế khi một đoàn tàu chạy với tốc độ hàng trăm km/h, nhưng các nhân vật vẫn đứng vững trên nóc toa tàu và liên tục thực hiện các pha đánh đấm mạnh bạo. Thêm nữa, một điểm trừ nho nhỏ là sự can thiệp CGI giúp Harrison Ford ở tuổi 80 có được diện mạo của nhà khảo cổ Indiana Jones ở tuổi tứ tuần có thể được nhận ra khá dễ dàng. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm xem phim của mình. Nhìn chung, mình đánh giá sự trở lại sau 14 năm của thương hiệu huyền thoại này được coi là thành công khi đã làm tương đối tốt về mọi mặt, cũng như là một cách để tri ân 4 phần phim trước đó, là lời tạm biệt trọn vẹn khép lại hành trình 40 năm của Harrison Ford cùng Indiana Jones trên màn ảnh rộng. Hãy ra rạp để thưởng thức Indiana Jones 5 và chia sẻ với chúng mình về những cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like, subscribe để ủng hộ các video sắp tới của Đèn Đỏ Cinema nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!